Hi, chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của series hướng dẫn sử dụng Nikon D750. Trong phần này, mình và các bạn cùng tìm hiểu cách xem lại ảnh trên chiếc máy Nikon D750 ha. Thì như các bạn đã biết, đây là một tính năng rất cơ bản, nhưng mà trong thời gian mình hỗ trợ các bạn ở trên YouTube và trên Facebook thì mình thấy rằng có rất nhiều bạn không biết các tính năng cơ bản ở trong phần này, và đôi khi các bạn không thể xem những thông số cần thiết và điều chỉnh như mong muốn được. Để xem lại ảnh trên chiếc Nikon D750, chúng ta sẽ nhìn ra mặt sau của chiếc máy. Trên đây các bạn thấy được nút play có hình tam giác đây nha. Chúng ta nhấn vào để xem lại ảnh. Máy sẽ chuyển ngay về chế độ xem ảnh, không cần biết các bạn đang ở trong chế độ quay phim chụp ảnh hay các chế độ khác. Như các bạn đang thấy, trên màn hình của chúng ta có rất nhiều thông số đúng không? Và nhiều bạn không biết bỏ những thông số này để xem được bức ảnh phía dưới. Vậy để bỏ thông số này, chúng ta có thể nhấn phím đi lên và đi xuống nha các bạn. Các bạn cứ nhấn như vậy đến khi nào mất các thông số này thì thôi. Ok, chúng ta nhấn thêm một lần nữa, nó sẽ quay về bức ảnh góc như vậy và nó không có hiển thị các thông số chèn lên bức ảnh của chúng ta. Để duyệt ảnh ở trong đây thì các bạn nhấn phím qua lại như vậy. Chúng ta sẽ đi tới một bức ảnh và đi lùi một bức ảnh khi nhấn như vậy. Để phóng lớn bức ảnh này thì các bạn có thể nhấn vào nút hình kính lúc, và mỗi lần các bạn nhấn như vậy nó sẽ phóng to hơn một chút. Và chúng ta có thể sử dụng phím điều hướng để di chuyển đến những chi tiết chúng ta muốn xem. Như vậy các bạn đã thấy rất là dễ đúng không? Giống như một trò chơi game vậy. Để thu nhỏ nhanh nhất thì các bạn có thể nhấn phím OK. Nó sẽ nhỏ lại ngay lập tức. Và để thu nhỏ hơn nữa thì chúng ta nhấn phím có hình kính lúc và có dấu trừ đây nha các bạn. OK, chúng ta càng nhấn thì nó càng nhỏ lại. Và rất nhỏ như vậy. Khi các bạn nhấn hết mức thì nó sẽ hiển thị thêm một cái lịch ở bên cạnh để chúng ta lựa chọn ảnh theo ngày tháng mà chúng ta đã chụp. Như các bạn thấy, rất dễ đúng không? Chúng ta chỉ việc chọn ngày, tất cả những bức ảnh mà chúng ta đã chụp vào ngày đó nó sẽ hiển thị ở cái cột bên phải này để các bạn có thể xem được nhanh hơn. Bây giờ chúng ta đến những cài đặt chi tiết hơn để các bạn có thể xem ảnh theo đúng như mong muốn. Chúng ta nhấn phím menu nha các bạn. Sau đó các bạn di chuyển đến phần Playback menu ở đây ha. Rồi, chúng ta di chuyển đến mục Playback folder. Ở trong đây các bạn có thể lựa chọn được folder các bạn muốn xem ảnh. Ví dụ như các bạn muốn xem chính xác ở trong một folder nào đó, ví dụ như là folder ND750, thì chúng ta chọn folder đó. Nếu như các bạn muốn xem ảnh trong tất cả những folder trên máy thì các bạn chọn sang All folder ha. Chúng ta tới phần Playback display option ha. Ở trong đây có các cài đặt các bạn hiển thị những thông số như các bạn mong muốn. Ok, chúng ta nhấn phím qua bên phải. Mục đầu tiên đó là hiển thị điểm nét mà các bạn đã sử dụng trước khi chụp. Nếu như các bạn muốn hiển thị thì đánh dấu vào đây bằng cách nhấn phím đi qua bên phải và nhấn thêm một lần nữa để bỏ đánh dấu. Ok, xuống dưới một chút chúng ta có lựa chọn là chỉ hiển thị bức ảnh đó và không hiển thị các thông số đi kèm. Các bạn đánh dấu vào đây nếu như các bạn muốn xem một bức ảnh trên toàn khung hình và không kèm thông số ha. Chúng ta đến lựa chọn Highlight. Nó sẽ hiển thị những vùng bị cháy sáng ở trong bức ảnh và chớp sáng cho các bạn biết là chúng ta cần thay đổi những thông số đó để cho bức ảnh của chúng ta đẹp hơn và không có bị mất chi tiết. Ok, chúng ta đến phần RGB Histogram. Thông thường thì trong bức ảnh của chúng ta sẽ hiển thị Histogram màu trắng đúng không các bạn? Nếu như các bạn muốn hiển thị thêm 3 màu RGB thì các bạn có thể đánh dấu vào đây. Trong phần Shooting Data, các bạn muốn xem tất cả những thông số mà đã cài đặt trước khi chụp thì chúng ta đánh dấu vào đây và nhấn OK thôi. Cuối cùng chúng ta đến mục Overview, là các bạn xem tất cả những thông số ở bức ảnh này, bao gồm cả Histogram, RGB Histogram và vùng cháy sáng các thứ, và các thông tin ví dụ như là bản quyền thì các bạn đánh dấu vào đây ha. Sau đó chúng ta nhấn phím OK. Bây giờ chúng ta xem lại ảnh nha các bạn. Như các bạn thấy, mỗi lần chúng ta nhấn phím đi xuống như vậy thì nó sẽ chuyển qua các thông số khác nhau. Ok, các bạn đã thấy được vùng cháy sáng ở trên bức ảnh đang chớp sáng trên cái tà áo của các cô người mẫu đó. Đây là tính năng highlight ở trong chiếc Nikon D750 ha. Nó sẽ cho chúng ta biết là những vùng này quá sáng và nó đang bị mất chi tiết rồi. Chúng ta có thể giảm sáng một chút để cho bức ảnh của chúng ta được đẹp hơn. Ok, chúng ta nhấn phím đi xuống thêm một lần nữa thì các bạn sẽ thấy được
ba biểu đồ histogram RGB và biểu đồ histogram màu trắng nữa. Rất dễ đúng không bạn? Ok, nhấn thêm một lần nữa thì các bạn sẽ thấy được tất cả những thông số các bạn đã cài đặt trước khi chụp ha. Và trong đó chúng ta thấy được chế độ nền nét, đo sáng, tốc độ chụp, bù trừ EV và tất nhiên là ống kính mà các bạn đã sử dụng nữa. Nhấn thêm một lần nữa thì các bạn sẽ thấy được cân bằng trắng, picture style và tất cả những thông số ở trong picture style mà các bạn đã chỉnh. Ok, tiếp theo chúng ta thấy được chế độ khử nhiễu, ISO chúng ta sử dụng như thế nào và phần comment ở phía dưới thì chúng ta thấy được số điện thoại cũng như là phần copyright. Ok, rất là dễ. Tại đây các bạn thấy được tất cả những thông số đã chụp một cách trực quan hơn và có kèm biểu đồ histogram. Ok, như vậy các bạn đã biết cách xem ảnh chi tiết ở trong chiếc Nikon D750 rồi. Bây giờ chúng ta tới một số cài đặt để các bạn có thể tự động xoay ảnh ở trong chiếc máy này ha. Vẫn ở trong playback menu, các bạn hãy di chuyển đến phần tự động xoay ảnh. Tính năng của chúng ta đang ở trạng thái off ha. Khi ở trạng thái off, một bức ảnh chụp dọc sẽ được hiển thị nằm ngang ở trên màn hình như vậy và các bạn cần phải xoay máy lại như vậy để xem. Chúng ta cầm như vậy mà xem thì nó có vẻ hơi khó chịu một chút và cầm như thế này thì nó hơi mất thời gian một chút. Nếu các bạn muốn nó tự động xoay lại nằm đứng ở trên màn hình này thì chúng ta nhấn vào phần tự động xoay ảnh, chúng ta chọn sang on ha. Ok, bây giờ các bạn đã thấy bức ảnh của chúng ta được tự động xoay lại rồi và những thông số sẽ thay đổi một chút để các bạn dễ xem hơn. Ok, như vậy các bạn đã biết cách sử dụng tính năng tự động xoay ảnh ở trên chiếc Nikon D750. Tiếp theo chúng ta đến với tính năng slideshow. Nó sẽ trình diễn ảnh ở trên màn hình này, ở trên màn hình máy tính hoặc là trên màn hình TV mà các bạn không cần phải nhấn phím qua lại quá nhiều lần. Chúng ta nhấn vào OK ha. Ở trong đây chúng ta có lựa chọn phát ảnh hay video. Các bạn muốn phát cả hai thì chọn ảnh và video. Muốn phát ảnh không thì chúng ta chọn ảnh thôi. Và xuống dưới một chút chúng ta có lựa chọn thời gian chuyển giữa bức ảnh đầu tiên và bức ảnh thứ hai ha. Ví dụ như chúng ta chọn 2 giây. Sau đó di chuyển lên Start và nhấn OK. Như các bạn thấy thì máy ảnh của chúng ta tự động chuyển sang bức ảnh tiếp theo sau 2 giây. Như vậy thì giúp các bạn xem lại ảnh dễ dàng hơn và các bạn không cần phải nhấn nút ở trên đây nữa. Để dừng lại, chúng ta nhấn phím OK thêm một lần nữa. Các bạn có thể nhấn vào khởi động lại. Các bạn có thể thay đổi thời gian hoặc chọn Exit. Ok, như vậy là xong. Ở trong đây còn một số tính năng nữa để các bạn điều chỉnh lại chế độ xem ảnh. Nhưng mà tính năng này thì rất ít khi sử dụng. Các bạn có thể dành thời gian tìm hiểu thêm. Như vậy mình và các bạn đã tìm hiểu chi tiết về những tính năng xem ảnh và xem lại các thông số ở trên chiếc Nikon D750 rồi ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Trương. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo về series hướng dẫn sử dụng Nikon D750. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye.